Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh cá cảnh của mình. Trước mặt các bạn là một cái lọc Alice. Thì video này mình sẽ nói về công dụng của lọc cho hộp cá, và mình sẽ so sánh cái lọc Alice này với cái lọc bình thường của mình, là cái lọc bio nha. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ nói sơ về cái lọc Alice này cho các bạn hiểu thêm ha. Thì cái lọc này nó bắt nguồn từ nước ngoài các bạn. Bạn có thể lên Google search Alice Bum, nó sẽ ra search từ khóa là Alice Bum, nó sẽ ra những cái lọc mà to khổng lồ luôn các bạn. Thì người ta ở nước ngoài người ta sử dụng cái lọc này để làm cho cái lọc cá coi. Về đây thì mình chế hình nuôi cá bảy màu, nên mình sẽ chế nó thành những cái lọc nhỏ như thế này, có cấu tạo y chang những cái lọc của cá coi ở bên đó. Nè, thì các bạn thấy không, cái dòng chảy của nó rất là mạnh các bạn. Dòng chảy của nó mạnh hơn gấp 5 lần cái lọc bio luôn á. Đâu, mình quay cho bạn xem. Đó, rất là mạnh. Thì cấu tạo trong cái hộp này á, ở trong đây á, thì mình bỏ đá nhân thạch xíu lọc vào một cái bông để ngăn, để lọc mấy cái cá rồi nè, dơ á. Thì các bạn thấy cái hộp của mình á, thì cái này hơi dơ, nhưng mà không phải là cứt của cá đâu các bạn. Cái này là rêu á các bạn. Hôm nay mình lâu quá mình không có vệ sinh cái hộp này, nó giống rêu. Đó, thấy bị vừa lượt tôi bắt của mình. Và cái xài cái lọc này á, thì nó giúp ổn định vi sinh. Vi sinh nó có thể ẩn nấp trong cái lọc này nè. Rồi các bạn có thể tham khảo cách cách làm cái lọc này á. Mình có một video nó hướng dẫn làm cái lọc này, nhưng mà cái video đó là video thuộc dạng tua nhanh nha các bạn. Thì mình sẽ để cái link video đó ở dưới phần mô tả, các bạn nhấp vào đó xem video thì làm theo, các bạn có thể tham khảo cách đó nha. Cái này rất là dễ các bạn ơi, các bạn có chỉ cần nó cũng giống như cái lọc bio vậy á. Nè, chỗ này cái mình khoan lỗ. Mình khoan lỗ xong rồi cái mình đục một cái lỗ vừa với cái ống oxy này, cái mình để vô hai bên đầu này mình thì mình chích keo vô cho nó bới kín lại. Thì ra mình sẽ hoàn thành được cái này thôi. Và khi khoan lỗ này á, các bạn dùng những cái mũi khoan mini á, từ 0.1 mm đổ lại thì nó sẽ ổn định ha. Nếu mà các bạn dùi á thì nó sẽ không có ra được cái lượng nước nhuyễn như thế này đâu. Nhìn rất là, nó chảy rất là mạnh, rất là đã các bạn. Nhìn này, lượng nước nó chảy ra rất là mạnh. Cái hồ này thì hơi dơ các bạn. Để mình để mình quay lên cái hồ trên này cho bạn xem. Cái hồ trên này thì nó không có rêu, nhưng mà vẫn có mấy những cái bụi của cũng có cứt cá các bạn. Thì nó sẽ lọc cái phía bên đây, nó chưa có lọc, nó không có thể nào mà lọc được cái mé bên đây được, thì nguồn nước của nó không có chảy. Nếu mình quậy lên á, thì lát nữa nó sẽ đến chỗ này nó sẽ lọc được. Mực nước này hơi thấp. Và các bạn thường xài cái lọc Alice này cho thùng xốp hoặc hộp kính là nó sẽ rất là tốt. Nhưng mà cái khay mình thì mình phải chế cái lọc thật là nhỏ nha các bạn. Nếu mà các bạn cái nè, các bạn nhìn cái cây này của mình á, nó chỉ có 15 cm thôi. Nếu mà cái này cũng không tới 15 nữa. Cái cây ngang thì mình làm, cái cây thẳng thì mình làm 9, còn cộng thêm hai cái này nữa nó tầm 13-14 gì đó. Nếu mà các bạn làm theo kích thước mà 20 thì nó sẽ không đủ. Cái hũ này thì các bạn cũng phải dùng cái hũ nhỏ nha. Cái hũ bự quá thì nó sẽ dâng cao hơn cái mặt nước, nước nó sẽ không chảy nữa. Nó bị xúc rồi, xúc cái này rồi. Để mình cắn nó. Mình cầm nó xúc cái dây oxy rồi. Rồi và mình đã cắn nó lại rồi. Các bạn thấy không, chỉ cần cái mực nước của nó chỉ có một miếng thôi là nó đã hở cái đầu nó lên rồi nè. Mà nếu
cái máu này nè mà nó qua ít hơn mặt nước như vậy thì nó sẽ không có chảy nha các bạn. Khi các bạn làm chân khai á, tốt nhất là các bạn làm dưới 15 cm và kiếm cái hũ nào cả bằng cái hũ của mình nha, nó sẽ chảy hoạt động bình thường. Còn nếu mà các bạn mua ở trên Shopee á mà các bạn xài cho khai thì nhớ lựa cái phần cái lọc dành cho khai này nha, tại vì cái khai này nè nó chỉ có 20 cm thôi, nó có 20 cm thôi, mà thường thường các bạn làm cái lọc á, cái cây nó đã 20 rồi là nó sẽ không có chảy nha. Mình thử rồi. Rồi và tiếp theo mình sẽ review cho, mình sẽ so sánh cái lọc lít này với cái lọc bio bình thường của mình nha. Cái hồ này mình đang xét ướp nước nè bạn, chưa thả cá. Mình sủi cái này nè, sủi cái này khoảng 2 ngày là mình sẽ thả cá được rồi. Nước này mình dùng nước máy. Hồ cái hồ của mình á thì có hệ thống in giữ giọt. Thường thường thấy chú Nguyễn Phá hay xài á, là cái này các bạn. Cái này là dây oxy, còn cái này là cái hàng ao. Đây, mình dặn cái này là nó sẽ chảy nước ra. Còn hệ thống giữ giọt này thì mình cũng ít xài lắm. Dạo này thì mình đang cơ cấu lại cái vàng này cho nên mình tháo nó ra rồi. Và nói tiếp phần đó thì đây là cái lọc bio nha các bạn. Đây. Các bạn thấy nó nọt, nó thổi không? Bị dịch luôn á. Có tiếng ồn. Thì còn cái lọc Elite này thì nó chảy rất là êm và rất là mạnh các bạn. Còn cái này nó chảy hụt. Cái sức hút của nó sẽ không mạnh bằng cái lọc Elite. Rồi và tuy là hai cái nó có cấu tạo giống hệt như nhau các bạn, không có khác gì hết á. Này thì mình làm quay cho bạn xem thôi, nó chỉ khác cái chỗ này nè. Cái chỗ này là bên lọc Elite á, mình sẽ đục lỗ và gắn như giống y chang như vậy thì nó sẽ được một cái lọc Elite thôi. Thì các bạn xem video thì muốn làm thì có link hướng dẫn làm video ở dưới phần mô tả. Đây. Đó và mình sẽ quay cho bạn xem hai cái nó khác nhau hoàn toàn của bạn. Lượng nước chảy nhìn nó êm hơn phải không? Rồi thì cái này mình chỉ cần muốn các bạn có lọc bio rồi, các bạn muốn xài Elite này thì các bạn chỉ cần mua cây Elite gắn vô thôi, không cần mua cái lọc đâu các bạn. Khỏi tốn tiền, tiết kiệm chi phí. Đây. Cái này thì mình gắn cái bio, cái đầu bio vô cho quay cho bạn xem thôi chứ mình đã làm đầy đủ mấy cái phần này hết rồi. Làm đầu cái hết rồi mà mình chưa gắn lên hết. Còn khoảng 10 cái nữa. Mình nói gắn có 10 cái nè. Quay cho bạn xem. Ok. Mình bắt cái đèn. Cá nó tưởng cho nó ăn ấy, nó buông lại như xin. Thì mình xài cái lọc này á, thì rất là khỏe cho việc hút cặn luôn ha. Ít hút cặn hơn thì tiết kiệm một số thời gian. Những cái hồ này á, mình chưa có bỏ, mình sẽ bỏ một vài cộng đồng vô cho nó có màu này kia cho nó như cá cho nó tốt chút trước. Đây, ở đây là mấy con HP Retro mình tính mình làm giống rất là khỏe mà không có bầu ớt bụng to hết rồi. Rồi thì đây mình chia sẻ cho các bạn tới đây thôi. Mình chúc các bạn nếu bạn thấy hay thì bạn làm theo mình. Rồi thì các bạn coi video nhớ đăng like và đăng ký kênh cho mình nha. Trước phòng dịch này thì chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, làm theo nguyên tắc 5K của để cho mình có thể đi ra ngoài sớm hơn nha các bạn. Dịch bệnh này thì cũng không có bán cá cho các bạn được.
tại vì xe nó đâu có đi nữa đâu, mình xếp bằng GT, GT nó ngừng hoạt động rồi. Bây giờ chỉ ở nhà nuôi cá thôi. Rồi chúc các bạn thành công nha. Rồi.